cặp túi da xốp sẽ hiệu sản phẩm cặp da CM90. Đây là cặp da của nhãn hiệu Polo với thiết kế trẻ trung và năng động, được các bạn trẻ thanh niên rất yêu thích vì sự tiện lợi của nó mang lại. Các ngăn cặp rộng rãi đựng được rất nhiều đồ quan trọng. Nếu bạn là một sinh viên, chiếc cặp rất thuận tiện để đựng sách vở, tài liệu. Còn nếu bạn là một nhân viên văn phòng thì hẳn nó sẽ rất phù hợp với được laptop hay iPad. Hãy đến ngay cặp túi da xốp tại hai cơ sở để sở hữu ngay chiếc cặp này bạn nhé.